chào các bạn nhé. Rất vui là các bạn đã quay trở lại với cái video của Chain Hải Phòng. Và trong video ngày hôm nay thì chắc các bạn cũng đã đoán được rồi, đó là chúng ta sẽ đi tham quan một trong những cái siêu thị có thể nói là to nhất Hải Phòng và lớn nhất miền Bắc. Đó chính là siêu thị Aeon Mall Hải Phòng. Nó nằm ở một cái vị trí khá là đắc địa trên cái trục đường Võ Nguyên Giáp của quận Lê Chân. Và siêu thị này đã được động thổ xây dựng từ năm 2018 và sau 2 năm thi công hoàn thiện thì đến ngày 14 tháng 12 năm 2020 thì Aeon Mall Hải Phòng đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động phục vụ người dân. Và chúng ta vẫn quen gọi là Aeon Mall Lê Chân. Thì theo thông tin từ tập đoàn Aeon Mall ấy, thì Aeon Mall Hải Phòng là một cái trung tâm mua sắm Nhật Bản đầu tiên tại Hải Phòng và cũng là trung tâm mua sắm thứ 3 ở miền Bắc Việt Nam và thứ 6 của cả Việt Nam do Aeon Mall đầu tư và xây dựng. Aeon Mall Hải Phòng ấy, Lê Chân Hải Phòng ấy thì là một cái trung tâm thương mại mà đến đây chúng ta có thể thấy là chúng ta có thể mua sắm tham quan đầy đủ tất cả các dịch vụ từ ẩm thực giải trí cùng rất nhiều những tiện ích hiện đại và đem đến một cái phong cách sống mới cho người dân miền Bắc nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng. Tổng vốn đầu tư đã lên đến 180 triệu đô và Aeon Mall Hải Phòng có một cái vị trí khá là thuận lợi về mặt giao thông, cơ sở tầng thì hiện đại và nằm trên một cái diện tích xây dựng khoảng 93.000 m² và diện tích sàn là 158.000 m². Và Aeon Mall Lê Chân Hải Phòng ấy là một cái siêu thị lớn nhất Hải Phòng tính đến thời điểm hiện nay nha các bạn nhé. Còn về số lượng các cái gian hàng thì Aeon Mall có khoảng 200 gian hàng, rất là đa dạng các cái lĩnh vực về sản phẩm khác nhau và nó phục vụ hầu hết mọi cái nhu cầu mua sắm vui chơi giải trí của mọi người. Thì các bạn có thể thấy là các cái cửa hàng thời trang này, phụ kiện này, hàng loạt các cái thương hiệu thời trang nổi tiếng và cũng có rất nhiều thương hiệu lần đầu tiên xuất hiện tại phòng. Rồi hàng loạt các cửa hàng đồ uống, thức ăn. Đấy, cái thế giới ẩm thực đa dạng, rất nhiều các cái quốc gia từ nhà hàng Âu đến khu ẩm thực của châu Á. Thì đến đây thì chúng ta thấy là vào những ngày cuối tuần hoặc là những ngày trong tuần thôi, vào những giờ cao điểm thì những cái quầy thức ăn, quầy quán ăn, đồ uống ấy thì lúc nào cũng full luôn. Nói chung là nó là cái điểm khá là lý tưởng cho gia đình và bạn bè, rồi cả những cái tín đồ ẩm thực nữa. Rồi hàng loạt các cái cửa hàng giải trí, dịch vụ, rồi chuyên dạo doanh ấy, những cái khu phức hợp vui chơi giải trí bao gồm là rạp chiếu phim này, khu trò chơi với những cái trải nghiệm vô cùng thú vị, những siêu thị và cửa hàng bách hóa Nhật Bản với rất nhiều những cái nhu yếu phẩm mà chị em đi qua thì không thể kiềm lòng được. Bên cạnh đó thì Aeon Mall Hải Phòng còn có cái bãi đậu xe miễn phí, sức chứa lên đến 1.700 ô tô và 7.000 xe máy. Đó, thì chúng ta thấy là ở dưới tầng hầm cũng có bãi đỗ xe này, ở bên trên mặt đất cũng có bãi đỗ xe này, còn trên nóc nhà của Aeon Mall cũng có bãi đỗ xe này. Ngày đầu tiên thì tôi đi vào đây thì khi mà đỗ xe quên không chụp lại ảnh, không nhớ, đến lúc ra đi tìm xe chết mệt luôn, lạc gần chết luôn các bạn ạ. Không biết là các bạn có trải nghiệm cái việc mà lạc giữa bãi xe như nào chưa thì các bạn hãy comment nhé. Còn đi vào trong siêu thị thì đi cả một ngày mỏi chân vẫn không hết. Nếu mà các bạn đi lần lượt xem từng cái khu một thì chắc là đi cả ngày cũng không hết được. Đấy, quá là siêu to khổng lồ luôn. Bên cạnh đó thì Aeon Mall còn cung cấp miễn phí rất nhiều những dịch vụ khác như là wifi tốc độ cao này, tủ sạc điện thoại này, điểm sạc xe máy điện miễn phí này, nuôi em bé này, rồi phòng chờ cho em bé này. Rồi các bạn đi khắp nơi mỏi chân thì đều có ghế nghỉ ở khắp cái trung tâm mua sắm này. Và Aeon Mall Hải Phòng ấy còn được coi là siêu thị đẹp nhất Hải Phòng. Nó không chỉ là lớn nhất Hải Phòng đâu, mà khi đến với Aeon Mall Hải Phòng ấy thì chúng ta còn choáng ngợp bởi cái vẻ đẹp ngoại thất lẫn kiến trúc bài trí ở bên trong siêu thị này. Trước khi mà xây dựng ấy, thì Aeon Mall đã định hướng trở thành một cái trung tâm thương mại xanh đặc biệt của thành phố. Nên Aeon Mall đã chú trọng ấy, kiến tạo một cái không gian khá là gần gũi với thiên nhiên và có nhiều những cái tiện ích thân thiện với môi trường. Nhìn vào cái thiết kế thì chúng ta thấy là nó được thiết kế theo một cái phong cách đặc biệt, pha trộn giữa cái nét hiện đại phóng khoáng, uyển chuyển, rồi cái vẻ đẹp tự nhiên mộc mạc của cây xanh và gỗ. Rất nhiều những cái mảng xanh được bố trí xuyên suốt từ ngoài vào trong trung tâm thương mại, ở các cái hành lang rồi khu nghỉ ngơi ấy, thì nó đã tạo ra một cái cảm giác
khá là thư giãn, thoải mái cho khách hàng đến đây để vui chơi, để mua sắm. Nổi bật nhất là cái màn hình điện tử khổng lồ ngoài trời và ở trong nhà tại sảnh Hải Đăng, với kích thước lần lượt là 12,7 x 17,04m và bên trong là 9m x 5m. Thì cái công nghệ kỹ thuật số cũng được ứng dụng trong rất nhiều những sự kiện, với các cái trò chơi tương tác, trò chơi thực tế để tăng cường AR, rồi trò chơi thực tế ảo VR, và một ứng dụng di động thân thiện với người dùng tại Yên Môn Hải Phòng. Việc dự án Yên Môn Hải Phòng xây dựng và đi vào hoạt động ấy, thì nó đã tạo ra việc làm, công ăn việc làm cho đâu đó khoảng hơn 2.000 lao động và giúp cho thành phố có thêm nhiều nguồn thu ngân sách, mà còn là cái điểm đến thuận tiện, hấp dẫn đối với người dân địa phương và khu vực xung quanh ấy. Qua đó thì nó góp phần thiết thực nâng cao đời sống của người dân địa phương và khu vực, rồi giúp cho thành phố Hải Phòng trở lên một cái thành phố văn minh hiện đại hơn. Yên Môn Hải Phòng ấy là một cái trung tâm thương mại thứ 3 tại miền Bắc và thứ 6 của Yên Môn tại Việt Nam, và nó đang thu hút đâu đó theo như số liệu thống kê thì khoảng tầm 13 đến 15 triệu lượt khách tham quan và mua sắm mỗi năm từ Hải Phòng rồi các cái địa phương lân cận. Thậm chí là ở Thái Bình, Hải Dương thì anh em cũng chạy sang Yên Môn Hải Phòng để check in, để mua sắm. Trước đó thì năm cái trung tâm thương mại của Yên Môn đã đi vào hoạt động là Yên Môn Tân Phú, Yên Môn Bình Tân ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi Yên Môn Bình Dương, Yên Môn Long Biên và Yên Môn Hà Đông. Theo như thông tin mà Yên Môn cung cấp ấy, thì sau cái dự án Yên Môn Hải Phòng thì dự án thứ 7 của Yên Môn sẽ dự kiến đặt tại quận Hoàng Mai của Hà Nội, thì đây cũng là một cái trung, sau đó là một cái trung tâm khác tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Thì Yên Môn sẽ thống trị cái lĩnh vực siêu thị siêu to khổng lồ ở Việt Nam, và hy vọng rằng nó sẽ đem lại một cái bộ mặt mới, một cái hành vi mua sắm hiện đại, văn minh cho Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung. Còn các bạn đã từng đi Yên Môn rồi, các bạn đi một tuần bao nhiêu lần thì các bạn hãy comment xuống bên dưới nhá. Còn với team của ở trên Hải Phòng ấy thì đâu đó một tháng cũng phải đi đến 2-3 lần đấy các bạn ạ. Đi xem phim này, đi ăn uống này, rồi đi mua sắm nữa. Thậm chí là buồn buồn thì đi ngang qua cũng ghé vào. Thậm chí lắm hôm mà mất điện thì cũng vào để cho nó mát các bạn ạ. Đến đây thì trên Hải Phòng xin kết thúc cái video giới thiệu sơ bộ thông tin về Yên Môn Hải Phòng và những hình ảnh bay bằng flycam bên ngoài, để giúp cho các bạn nhìn thấy được một cái khung cảnh toàn bộ của Yên Môn Hải Phòng. Nó rất là tuyệt vời và đẹp các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của trên Hải Phòng.